Dinh Sơn Trung, Đức Cố Quản, Trần Văn Thành. Ngài tên là Trần Văn Thành, làm đến chức chánh quản cơ dưới triều vua Thiệu Trị và Tự Đức. Bởi có công nghiệp rất lớn lao với đời và đạo, vả lại con của ngài là Trần Văn Nhu và cháu nội là Trần Quang Nhân đều là những bậc đạo hạnh cao siêu, ân nhuần thiện tính, cho nên người đời sau kính trọng mà gọi ngài là Đức Cố Quản. Ngài sinh năm nào không tìm ra được, quê ở Cồn Nhỏ thuộc làng Bình Thạnh Đông, Tổng An Lương, tỉnh Châu Đốc. Ông bà thân sinh ra ngài vốn là nhà khá giả, có nhiều ruộng đất, nên khi ngài vừa lớn lên thì được đi học chữ nho. Ngài có khiếu thông minh, học ít biết nhiều, và khi trưởng thành ngài chuyên luyện rất rành về võ nghệ. Tướng ngài mập chắc, không cao không thấp, nước da trắng. Lúc về già, ngài thường bịt một cái khăn xước bằng nhũ điều, và mỗi khi ra trận, người ta thấy ngài luôn luôn mặc ở ngoài một cái áo lá nhuộm màu già. Ngài cưới vợ tại rạch Sa Nhiên, Sa Đéc. Nhũ danh của bà Cố Quản là Nguyễn Thị Thạnh, hình dốc ốm yếu nhỏ người nhưng văn võ kim toàn. Bà hạ sanh được 6 người con, 3 trai 3 gái. Người con trưởng nam là Trần Văn Nhu, tục gọi cậu Hai Nhu, và kiểu thư đó là Trần Thị Hè, Trần Văn Trái, Trần Thị Nên, Trần Thị Núi và cậu Trạng Bảy. Cậu này sở dĩ có cái đặc danh cậu Trạng Bảy là vì cậu thứ bảy chết hồi 7 tuổi, không ai được biết tên. Và khi còn sống rất thông minh đỉnh ngộ, mặc dầu tuổi còn thơ ấu, nhưng đã tiên tri được nhiều việc. Thời gian đánh giặc Tần, nhờ cái chí khí hùng tráng sẵn có từ lúc thiếu thời, lại thêm được hung đúc bởi khí thiên của Giải Thích Sơn Hùng Vĩ, nên khi có giặc Tần nhiễu loạn ở Mạn Biên Thùy và Sóc Trăng, ngài đứng lên chiêu mộ binh sĩ, rồi hiệp cùng binh lực của triều đình dẹp loạn cứu dân. Trong những trận đánh ở gần biên Thùy Miên Diệp, ngài có chiêu phục được 2 người tướng lĩnh cao miên là ông Bướm và ông Voi. Hai ông này sau tu hành đạo đức khá cao, làm cho uy danh ngài càng thêm lừng lẫy. Trong giai đoạn đánh Tần, dưới trướng ngài còn có ông Hai Lãnh, tục gọi là cậu Hai Gò Sặc, là người em bạn đạo, võ nghệ và phép thuật rất cao, cho nên quân chạy đến đâu giặc đều khiếp phục đến đó. Quy y với Đức Phật Thầy. Khi có tin đồn Đức Phật Thầy Tây An là một vị Phật giáng lâm, vừa mới đến Xẻo Môn Lâm Xuyên để trị bệnh cứu đời, Đức Cố Quản thân hành xuống để xem hư thật. Gặp lúc bệnh nhân đông đảo, ngài phải ở đợi suốt 3 hôm ngoài sân. Bỗng nhiên Đức Phật Thầy cho người kêu ngay vào vui vẻ hỏi chào, rồi cùng ngài chuyển giảng rất thân mật. Ngay lúc ấy ngài xin quy với Đức Phật Thầy. Khi trở về Bình Thạnh Đông,
Đức Cố Quảng đem chuyện gặp được Đức Phật Thầy là một bậc siêu phàm mà thuật lại cho gia quyến nghe và khuyên cùng quy y theo. Cả nhà đều đầm lòng ân thuận. Khi Đức Phật Thầy bị dời về An Giang rồi vào núi Sam, Ngài thu xếp nhà cửa và giao hết ruộng vườn, hầu hết ruộng đất ở làng Bình Thạnh Đông hồi ấy là của Ngài, lại cho Nguyễn Văn Dõng, tục gọi là ông Tham Dõng, là người trong thân tộc, rồi bỏ làng ra đi theo đường đạo hạnh. Có lúc Ngài đem cả gia cư lên núi Voi, và về sau Ngài được Đức Phật Thầy giao cho trọng trách đi cắm 4 cây thẻ quanh vùng Thất Sơn, cùng trở về coi sóc trại ruộng Bủ Hương Cát ở Láng Linh. Trên đường đạo có thể nói Ngài là đạo đức rất cao siêu, có được nhiều bí pháp chân truyền của Đức Phật Thầy truyền dạy. Cái áo lá già và một cây cờ già mà lúc nào người ta cũng thấy Ngài không rời xa, ấy là những bảo vật mà Ngài đã được Đức Phật Thầy huệ tứ trong khi sắp dấn thân vào dòng tên lửa đạn để phục vụ cho đất nước, cho dân tộc. Đánh giặc Tây năm 1862, quân Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông: Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, và triều đình Huế đã ký tờ hòa ước bằng lòng nhượng đất 3 tỉnh ấy cho Pháp cai trị. Các sĩ phu và dân chúng bây giờ quốc hận nổi lên chống cự, gây nên cảnh chiến tranh vô cùng khốc liệt. Ở miền Tây tình thế cũng không kém phần nghiêm trọng, nhất là tại tỉnh An Giang. Năm 1864 có vụ ông Thủ Pha Huân không tuân lệnh ngưng chiến của triều đình nên bị bắt. Thủy sư đô đốc De La Frandière nhờ có kẻ mật báo nên hạ lệnh cho Đô Đắc De Blatier từ Ao Đông Cao Miên đem tàu và đại bác đến hăm dọa nã kích vào Châu Thành để giành lại ông quân. Cảnh tượng đã gieo rắc sự kinh khủng trong dân chúng và nung nấu thêm sự bực tức trong lòng những người đầy khí phách ái quốc ưu dân. Cho nên từ đó trở đi, Đức Cố Quảng chiêu mộ thêm các tay nghĩa sĩ dõng mãnh quanh miền, lập khảng phá cầu, đúc rèn súng đạn, thương đao, chờ khi đối địch. Mặt khác, Ngài cho thăm dò tin tức chiến đấu của những người đồng thời ở miền Đông như Ngài Phó Quản Cơ, Trương Công Định và Ngài Thiên Hộ Võ Duy Dương để hiểu rõ tình thế của giặc. Đoạn này trong bài ký thuật về Đức Cố Quảng, ông Dương Thông có chép: các quan ẩn ảnh sơn đầu chiêu binh ra đánh giải dầu một phen. Nam Kỳ có tướng Quan Thiên, tức là Thiên Hậu Dương, cùng Quan Lớn Định cầm quyền đánh Tây, tức Trương Công Định là ông Quảng Định. An Giang có một ông đây, tức Đức Cố Quảng, chữ dạ thay thầy ái quốc ưu dân. Ngày 19 tháng 5 năm Đinh Mão, tự Đức thứ 20 năm 1857, De La Frandière đem 2.000 binh đến uy hiếp tỉnh Vĩnh Long, buộc ông Phan Thanh Giản phải giao luôn 3 tỉnh miền Tây là An Giang, Hà Tiên và Vĩnh Long.
ông Phan Thanh Giản phải uống thuốc độc mà tự tử. Từ đó ba tỉnh miền Tây đều lọt vào tay Pháp. Đức Cố Hoảng tuy biết thời cơ đã đưa dẫn nước tới chỗ suy di, không thể nào cưỡng lại được, song vì lòng trung nghĩa tiết tháo nên sau mấy trận đánh quyết liệt với quân Pháp khi chúng mới đến An Giang, ngài rút lui về cứ hiểm ở Bãi Thưa giữa Long Xuyên Châu Đốc đánh cầm cự mà đợi thời. Hơn thua cũng đánh cầm chừng, kéo ra đầu giặc lỗi chân quân thần. Để cho trời đất định phân, làm tôi phải trả nghĩa ân cho còn. Nhưng chẳng được bao lâu, quân Pháp dò biết được địa điểm đóng binh của Đức Cố Hoảng, nên kéo đến dây đánh. Cận ngày quân của ngài đại bại, nhân dân nheo nhóc, binh tướng lạc loài. Giặc vô bốn phía phủ dây, rập bô nó bắn gãy cây hư đồn. Đội cai thất vía kinh hồn, đâm đầu mà chạy lũy đồn tan hoang. Lao sao dân lộn với quan, kẻ chạy về làng người lội xuống sông. Con kêu mẹ sợ quên bồng, tay nghe súng bắn vợ chồng bôn phi. Trời xuôi Tây Thạnh Nam Phi, biết làm sao đặng phục quy Nam Cào. Tướng binh đã dẹp đồng đao, người thời lên núi kẻ thời đầu Tây. Sau cuộc tan rã này, Đức Cố Hoảng trở về Láng Linh, ẩn náu trong túp liều tranh, tu hành để đợi thời cơ thuận tiện. Thân ngài chẳng quản rách lành, ở trong láng đó liều tranh đợi thời. Người trung đứng giữa mặt trời, đắng cay bao quản giận thời chớ than. Khoảng cuối năm Nhâm Thân 1872, ngài được sắc chỉ triều đình bảo phải cầm binh chống Pháp trở lại. Thừa mạng lĩnh ấy, ngài khởi nghĩa ở Bãi Thưa và nhiều nơi khác quanh vùng Láng Linh. Nhưng thình lình vào ngày 21 tháng 2 năm Quý Dậu 1873, quân Pháp kéo đến bao dây ba mặt, mé sông Hậu Giang, miệt Trà Khiết phía Châu Đốc. Thế rồi từ đó trở đi, Đức Cố Hoảng biệt vô âm tính, người ta không còn thấy ngài ở đâu nữa. Suốt đời của ngài chỉ nhất tâm vì đạo vì dân, xả thân để đi tìm lẽ sống hạnh phúc cho người đời. Ngài quá là một vị đệ tử thứ nhất của Đức Phật Thầy, đã nêu lên gương đại hùng đại lực và bác ái vị tha cho đời sau noi dấu. Kính thưa quý vị, phần trình bày về sự tích Dinh Sơn Cung và tiểu sử Đức Cố Hoảng Trần Văn Thành đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào quý vị và thân ái gửi lời chúc phúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Nếu thấy clip hay có bổ ích, xin quý vị cùng chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ để chúng tôi có thêm năng lực làm thêm những clip mới. Trân trọng kính chào quý vị.
dài dĩ đắc đạo trong phái Vũ Sơn Kỳ Hương. Ông Trần Văn Nhu 1847-1914. Thân thế: ông Trần Văn Nhu là con trưởng nam của đức cố quản Trần Văn Thành và bà Nguyễn Thị Thạnh, sinh tại làng Bình Thạnh Đông, Tổng An Lương, tỉnh Châu Đốc, năm Đinh Mùi 1847, cuối đời vua Thiệu Trị năm thứ 7, và vào khoảng vua Tự Đức mới lên ngôi. Bởi ông thứ hai cho nên hồi còn thanh niên người ta kêu là cậu hai, và khi có tuổi thì gọi là ông hai. Ông hai hơi nhỏ người, hình dốc ốm yếu, nước da trắng, trán cao, tóc hơi giận sóng. Cạnh hàm bên hữu có một nút ruồi, nút trở về già thì râu thưa, bạc qua râm, nhưng răng còn chắc. Ông cưới vợ tại Thị Đan, làng Bình Thạnh Đông, Châu Đốc. Tên là gì? Họ? Hỏi, chưa thấy ai biết. Ông bà sinh được hai người con, một trai một gái. Trai trưởng tên Trần Quang Nhân, tục gọi là cậu hai cả, và người gái tên là Trần Thị Sinh. Bản sinh trong một nhà danh gia vọng tộc, ông hai được học hành rất giỏi về chữ nho. Khi đức cố quản cầm binh chống Pháp, ông hai có tập luyện nhiều về võ nghệ và theo cha đánh giặc. Tạo Vũ Hương Tự. Từ khi đức cố quản bị quân Pháp bao vây và mất tích năm Quý Dậu 1873, tấm thân ông hai thật là trung chiên vất vả, nào lo phụng dưỡng mẹ già, nào lo tìm đường ẩn tích mai danh. Vì Pháp thổ ấy ngã chóc ông rất gắt, họ truyền rao ai bắt được thì trọng thưởng chức tước bạc vàng, nên ông phải nay đây mai đó, dời chỗ nọ chỗ kia, không lúc nào yên thân được. Trải một thời gian gần 20 năm như vậy, tình thế mới lần lần êm dịu. Ông hai trở về trại ruộng Vũ Hương Cát, tiếp tục thi hành sứ mạng đạo đức mà Đức Phật Thầy và Đức Cố Quản đã làm ngày xưa. Mùa thu năm Đinh Dậu 1897, một hôm ông hai đang ngồi trên võng, thân linh nằm phệt xuống rồi liệm đi như người đi thiếp. Luôn như thế ngót 3 ngày không ăn uống, mỏi năng chi hết. Khi tỉnh dậy, hào quang chiếu sáng tỏa khắp trên mái nhà, nhiều người xúm lại mừng rỡ và hỏi han. Ông hai bảo: Phật dắt hồn tôi đi dạy đạo và cho tôi lập chùa thờ Phật. Thế là sau ngày ấy, ông hai sửa soạn cây cối, và qua năm Tân Sửu năm 1901, ông bắt đầu xây dựng ngôi chùa. Để khỏi phải quyên tiền của bá tánh thập phương, ông hai bán chiếc ghe sáu bổ, tục gọi là ông Sầm. Đức Cố Quản và vàng dòng của bà Cố để tiêu dùng vào việc cất chùa. Chùa này rất rộng, bề dài 20 thước, ngang 18 thước, khi xong lấy tên là Vũ Hương Tự. Trong một dịp có đông đủ tín đồ, sau khi chùa dựng xong, ông hai có tiên đoán: tôi cất chùa đây là cất lấy nền,
chứ sau này chỉ còn đá gạch mà thôi. Từ đây ông hai dùng cái ấn Vũ Sơn Kỳ Hương của Đức Cố Quảng do Đức Phật Thầy ban cho, mỗi năm in phái phát ra một lần cho các tín đồ và đồng thời phát phù trị bệnh, tế độ quần sinh. Mặt khác, ông tìm cách dưỡng nuôi che chở các chiến sĩ Cần Dương ngày xưa đã từng chinh chiến theo Đức Cố Quảng. Để những người ấy được an ổn tu hành, khỏi phải trôi nổi lạc loài nữa. Ông hai lâm nạn. Ngoài một số tín đồ lớn lao rải rác theo các tỉnh miền Tây Nam Việt, ông hai thổ ấy còn có nhiều người con nuôi thân tín ở thường trực tại chùa. Trong số con nuôi ấy, nay chỉ còn biết được có 6 người là Văn Đẩu, Văn Bính, Văn Nguyện, Văn Chánh, Văn Quy và Văn Đăng. Những người này chất phát làm ăn, chăm lo tu tỉnh nên được ông hai tin cậy giao phó cho coi sóc những công việc quan trọng ở trong chùa, vì vậy mà có tên Nguyễn Văn Phẩm, tục gọi là Sáu Phẩm, là cháu của ông hai, cháu ngoại của Đức Cố Quảng, con bà Sáu Trần Thị Núi, đem lòng ganh tị, thường nghĩ ngầm mưu này thế nọ để phá hoại công việc của ông hai. Ngày 21 tháng 2 năm Quý Sửu 1913, nhân của cuộc lễ kỷ niệm ngày chiến đấu anh dũng của đạo binh Gia Nghị, và cũng là ngày Đức Cố Quảng mất tích, tên Phẩm bèn lẻn ra Châu Đốc nhờ xã Mão và đội Khôi là những kẻ làm việc cho Pháp thổ ấy, làm dùm đơn đoạn thẳng vào tỉnh Đường báo với nhà cầm quyền Pháp rằng ông hai hiện đang quần tụ tín đồ đông đảo để mưu cuộc khởi nghĩa phục quốc. Nếu kéo quân vào bao vây mà không có Phẩm cam đoan sẽ chịu tử tội. Thế là trưa hôm ấy vào giờ ngọ, ông hai đang hành lễ, bỗng một đốc lính đông dày kéo đến bao giờ dây chặt quanh chùa, trong khi có hàng trăm người tụ họp. Thấy số người đông đảo quả thật như lời Phẩm báo, bọn lính không cần hỏi tra hư thật, áp vào bắt trói được 56 người, rồi soát chùa tìm kiếm ông hai và những người đệ tử. Lúc ấy ông hai nhờ có Trần Văn Chánh, tục gọi là Hai Chánh, con nuôi của ông hai, thừa lúc lộn xộn đông người lén cổng ra cửa sau thoát được. Trong tấp người bị bắt có ông Nguyễn Văn Tuấn là con trưởng của ông Ba Thới và ông chủ Khả, người đứng xin phép các chùa, đều bị giải về Châu Đốc tống giam. Bước bôn đào của ông hai. Khi ông hai nhờ có Trần Văn Chánh cõng ra khỏi dòng dây, thầy trò cùng rẽ sậy lần đường chạy xuống, ẩn vào một góc bãi thưa cách xa chùa một đổi để lánh nạn và chờ nghe đậm tịnh. Nơi đây ông hai có nhận được một lọn tóc của Sáu Phẩm gửi xuống, tỏ lòng ăn năn hối tiếc việc làm của mình là bậy, và xin thề với ông hai thật tâm Phẩm không có ý muốn hại ông. Nhưng ông hai gạt đi rằng mà nói, nó chặt đầu cũng không tin được, đừng chi nói chuyện cắt tóc. Hôm ấy không có người đem cơm nước, ông hai phải nhịn đói suốt ngày. Ông ôn lại chuyện tan dở vừa rồi và chẳng nhớ đến những lời của mẹ mà mũi lòng rơi lệ. Chiều lại ngày 22 tháng 2 1913,
của ông Nguyễn Văn Trà vốn là một môn đệ trung thành của ông Hai. Sau khi Võ biết thầy mình thoát thân được và hiện đang lẩn tránh tại gốc bãi thưa giữa đồng láng, liền mượn trâu của ông Năm Lực đem vào rước ông Hai đi tắt ra cái dầu, rồi kiếm ghe lén chở ông. Trong đêm ấy thẳng xuống Kiến An Long Xuyên, ngủ nhà Phan Thị Lới, tục gọi cô Tám Lới. Trong chuyến đi này, trâu nhiều lần bị lạc, nhờ có thần hổ đến đi trước dẫn đường nên mới kịp ra đến chạy dầu. Trời vẫn còn khuya, không ai hay biết. Ở nhà cô Phan Thị Lới hai ngày thì bị người lẻo mạch, ông Hai phải dời sang nhà ông Lê Văn Nhượng, rồi đến nhà ông Hương Sư Nguyễn Văn Ca. Sau nhờ có nhiều người môn đệ trung thành là Phan Văn Cậy, Bếp Lan, Chính Chức, Tư Hoai mưu tính cùng nhau dọn thuyền đưa ông Hai thẳng lên Nam Giang lánh mặt. Hồi này Pháp ra lệnh tìm bắt ông Hai rất gắt, nên mặc dù lên tận Nam Giang, ông Hai cũng còn phải cải trang, mặc đồ chợt và mua một chiếc ghe của người khách trú để ở cho khỏi sự nghi ngờ. Ngày rằm tháng 4 năm 1913, liệu ở Nam Giang lâu không tiện, ông Hai lại cùng ông Nguyễn Văn Tịnh trở về Cần Thơ, nương ngủ nơi nhà ông Nguyễn Văn Dị. Ở đây được gần một tháng lại dời về nhà phó xã Tám trong ngọn Bình Thủy, và sau rốt đến nhà Sáu Ngộ ở Ba Ngọn thuộc quận Trà Bang, tỉnh Rạch Giá. Trên bước buôn đào khổ cực, người ta thấy ông Hai vẫn bình tĩnh như thường. Thỉnh thoảng ông có nhắc nhở những lời tiên tri của Đức Phật Thầy và ông bà Cố Quảng cho tín đồ nghe để khuyến khích thêm về sự tu hành đạo đức. Tịch ở Trà Bang. Khoảng mùa hè năm Quý Sửu 1913, ông Hai về nhà Sáu Ngộ ở Trà Bang. Vì thời thế bắt buộc, ông đành phải mai dân ẩn tích luôn ở đây. Lúc ấy trừ một số tín đồ, không còn ai biết được gì về tin tức của ông nữa. Đầu xuân năm Giáp Dần 1914, ông Hai kêu ông Nguyễn Văn Tịnh lại gần mà nói rằng: sau này ta chết, không có chết bậy. Thở xưa Đức Phật Thầy trước khi tịch có xưng hai chân, ngài cho kêu ông chủ chùa vào rồi viết một chữ tử, mà hỏi là chữ gì, ông chủ chùa đáp là chữ tử. Ngài nói luôn: hãy tử thì tán nghe. Thuật xong câu chuyện của Đức Phật Thầy, ông Hai nói tiếp: thầy dân tiên xưa cho dân tiên ba điệu phù mà thôi, còn thầy ta cho ta đến bảy điệu. Những câu nói ấy nào hay là lời di chúc. Ba tháng sau, ngày 25 tháng 3, ông kêu hết mấy người tín đồ lại và cho hay rằng ông sắp tịch. Vậy khi tịch rồi thì hãy bó lại bằng 7 miếng tre rồi chôn mà thôi, đừng sắm hòm rương chi hết. Thế là trong ngày hôm ấy, ông Hai liễu ngộ, thọ được 67 tuổi. Trong lúc tinh thần đầy đủ, không bệnh, chỉ có sưng hai bàn chân như Đức Phật Thầy Tây An. Tình thầy nghĩa tớ, bơ vơ trong cảnh xứ lạ quê người, anh em bổn đạo chẳng nỡ chôn cất lõa lồ, cho nên đồng chịu lỗi với thầy rồi cho cô Năm Trà Bang đi ra cái răng nhắc hòm đem về chôn cất. Sau hai ngày chờ đợi đi mua và sơn hòm, xác thịt ông Hai vẫn dịu mềm như người đang ngủ, trong miệng lại có mùi thơm bay ra bát ngát cả chung quanh.
Khi sửa soạn tẩn liệm, thình lình trong hòm đang để ngoài sân có tiếng nổ lên vang dậy. Ai nấy kinh hồn mới hay rằng vì cãi lời thầy cho nên mới có điềm bất lành ứng nghiệm như vậy. Bèn kéo vào trước linh thể ông Hai xin thọ tội mà làm theo lời dặn. Cuộc lễ táng chung cử hành êm thấm tại Trà Bang vào hôm 28 tháng 3 năm Giáp Dần 1914. Sau 3 ngày ông Hai tịch, xác thịt tuy đã trả về cho đất, nhưng công đức và sự nghiệp của ông Hai vẫn còn tồn tại mãi dưới non sông. Lúc thanh niên trông khỏe mạnh, nhưng y để bảo trì cương thổ, khi về già lại đem đạo giúp đời cứu độ muôn dân. Ông thật là một bậc quan thế siêu phàm. Phát tích tại vùng Thất Sơn trong khoảng đầu thế kỷ 20 vậy. Ngày nay ngôi chùa Bửu Hương Tự được trùng tu và trở thành đồ sộ nguy nghiêm. Cuộc lễ khánh thành ngày 11 tháng 9 năm 1954 chứng tỏ rằng sự nghiệp của ông Hai vẫn được người đời hành hương tưởng niệm. Kính thưa quý vị, đoạn clip video đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào quý vị.